Cô nói thiệt nha, nếu mà nội ngày nay mà không thay được á, cái lúc mổ thì người ta phải khám tim, khám tăng xong, khám đủ thứ, thì ảnh lại bệnh nền quá trời sao. Anh khóc quá trời, đàn ông mà khóc quá trời là sợ cái tính mạng của nó nữa. Móc đèo đèo hoài 12 đêm thức dậy thấy ngồi. Đây chỗ ăn chỗ ở đây. Con mong là mấy ông về rồi nhận lễ. Mà nó mày giải không được, Nam Mô Gán, Nam Mô Phật, nghe cột cột nghe nó cắt, mấy ông nó cắt nghe khét nghẹt xương, khét nghẹt luôn. Cắt xương mà nghe khét nghẹt. Chú nào hả? Tôi quay quà, cho tôi mã nó cho tôi điện để gặp Phong Nguyễn cái này. Đó. Bữa nay thì Phong Nguyễn cùng với Tâm Nhi Ngọc đi tới khu vực mà ở đây là kêu Bình Dương luôn á, anh Tâm Thượng Giao Bình Dương, Thượng Giao Bình Dương. Thì ủa cái chỗ trọ hôm bữa là của em kiếm khách là dọn đi hả ba? Tại cái chỗ đó không có toilet mà mẫu chân mới về sao ấy được. Chưa chào bà con. Dạ, dạ. Dạ, xin chào bà con, chào cô bà bác. Con, cô bác. Dạ, có chúc ông bà cô bác gì không chị, ba má? Anh chúc quý mạnh thường quân đi anh. Dạ. Vô luôn chị. Vô chị. À, có cái chị ở khu sớm ở đây nghe được thông tin mạnh thường quân xuống để thăm á. Thì chị cũng rất là mừng. Dạ, dạ. Thấy trên TV không à, trên điện thoại không à. À, gia đình Tâm Ngọc cũng xin chúc tất cả các quý mạnh thường quân kênh Phong Nguyễn được nhiều sức khỏe và một ngày mới an lành nha. Dạ. Rồi. Bà con biết không, đây là cũng fan cứng của Phong Nguyễn nè. Nên thấy Phong Nguyễn, ơi, giờ mới thấy ở ngoài nè. Mới thấy ở ngoài chứ. Dạ. Ở ngoài thấy phủ phàng quá vậy. Ngoài thấy đẹp trai chứ. Ngoài tay hơn trong. Trong nó có make up chị ba. Dạ, nói gì chết con ba. Quan trọng là tấm lòng. Dạ. Đúng rồi, quan trọng là tấm lòng. Tại vì bữa nay là một cái tin rất là vui khi mà em kiếm khách được tất cả những cô bác mạnh thường quân, những vị Phật sống cứu lấy cái khớp háng của em khách, nên là bữa nay là lên để cập nhật tình hình xem như thế nào ha ba má ha. Mà lúc con kêu ba má, lúc con kêu anh Tâm, chị Ngọc cũng lộn hoài ba cô bác. Kêu sao cũng được. Dạ, kêu cô bác giận. Giờ kêu nói thiệt với bà con mày cũng được nữa, nhưng mà phải tôn trọng. Chứ đừng có kêu mà ba má mà nó dù dập mình là không được. Không có cần phải kêu chi cho lớn cho cao, nhưng mà thật sự là trong lòng mình rất là tôn trọng. Trân trọng với nhau là được rồi. Dạ. Cảm ơn con nha con. Dạ. Gần chỗ đây không ba má? Như đâu đây nè. Dạ. Có cái cô này nè. Có cái cô này chắc dẫn mình đi nè. Đây, đây. Thôi đi ba má. Dẫn kia hả? Hai hồng mi hả? Nhiều vậy? Mình lấy cái bọc được mới được. Dạ. Sao cầm hết. Lấy con vác thùng mì đi ba. Không bỏ vô bọc. Ô có nhiêu đó gạo má? Hết gạo rồi. Trời ơi, cái này chứ còn 3 kg vậy. Vài bữa đi rồi mua nữa, rồi em nữa. Này cho bán gạo đắt dữ lắm rồi, sao còn có túi chút xíu. Dạ. Đi luôn chị. Đi đi luôn nè. Rồi. Đây này cho chung. Để xa sau thì nó không tiện, còn gần sát bên đây. Đi đi chị. Đi chị khóc đừng có em kìa. Nó giờ nè, ăn hết này là đi mổ tiếp chân kia lo gì. Ê, bao gạo này giống như bao đựng ếch đó má. Bị khớp háng với chị. Bao gạo này giống như bao bắt ếch bỏ vô đó đó má. Ủa hỏi nó có đau hẻm nào? Ừ. Đúng rồi, nói với chỗ nào đi rồi biết à. Dạ dạ. Gửi định vị là ngay đây nè, đây có chỗ nào đó là chị biết đúng không? Nó kêu qua quán tập quá nào đó chồng. Đây nè, trọng trọng khôi nè, qua trọng khôi tí à. Trọng khôi. Là tới chợ của Tố Giang. Tố Giang vậy nè, chắc. Con hỏi nhà trọ nào con? Anh Trúc không? Anh Trúc chị biết không? Biết tới xíu. Rồi vậy thì có cái chị. Vậy con chị này chỉ điểm. Không có mấy con. Rồi, rồi, ở yên đó đi. Cảm ơn anh nha. Đây gửi xe ảnh má. Rồi, rồi. Mày thấy không Phong? Dạ. Đi tới đâu cũng có cái fan này hết. Fan bà má chứ. Dạ, không? Không có Phong Nguyễn, đâu có Tâm Ngọc. Vô đường ngay luôn hả? Đâu có đâu bà má. Dạ, bà má làm cái điểm tựa cho tụi con, cố gắng. Đây là toilet trong luôn.
Bệnh giờ vậy là... mà đi toilet ngoài sao đi nổi. Giờ mổ khớp háng là chỉ 100 triệu thôi, nhưng mà cô bác thương yêu là giúp cả 130 triệu hả ba ha? Tại vì nó đúng ra vậy là cũng tốt. Tại vì nó phải dưỡng cầu cả năm đó. Cả năm nó lấy gì ăn, lấy gì thuốc nhầm, men, bệnh ngủ đi khám. Nhầm khi mổ xong rồi thấy không có tiền bò bò ra cái nó nguy hiểm nữa. Đi cứ không tiền ráng đi làm là mệt lắm. Đi có gì coi như là bỏ luôn á, chứ đâu có sửa đợi được. Trời ơi. Cái kia đã trả lại mà. Bữa nó nói nghe hả? Đó. Phải cao chút mới được. Chào em trai. Nhớ anh hôn. Vô. Hơi thấp với hồng ngủ nè. Hơi thấp, với so với giò mình hơi thấp đó con. Đừng đừng, khó mở quạt. Tối ngủ ngon ha. Con không đè quá trời mà. Vậy hả? Mình niệm Phật đi con. Nên con dừng mình rồi vậy niệm Phật quá trời. Mà trong, thí dụ mình ngủ trong cái lúc mà chế giới là mình cũng nên niệm Phật. Dạ. Vô đi má. Vô đi con. Vô, con ngồi đi con. Vô tướng ơi. Rồi, con cứ ngồi đi. Thấp quá. Mày hơi thấp ha. Dạ. Ông vợ đi xong kiếm đồ kê mấy chân lên xin vô công ty xin mấy cục nhựa nhựa kê bốn chân cao không được. Dạ. Đây có toilet trong luôn rồi khỏe không nè, đây 750 750 hả? Dạ. 750 được hơn không trọ với quà đó, quà trên triệu lượng mọi người. Dạ. Trời đất cô chú đây kêu hai anh em nó qua đây ở đã tốn tiền. Tại chỗ này sao tím nhắc vô nước biển á. À? À, vô nước biển. Nè, nó lấy vô không nước. Kể cái bệnh cha chị này chị chưa biết. À. Vô nước biển là... xinh quá cái em khách này á chị là cái khớp háng á bị ngoại tử. Ngoại tử luôn. Hai bên. Nếu không ấy là phải cắt giục hai cái chân luôn á. Nằm thấp nhất quá trời. May mắn là được mình quân. Làm một giây ngồi mới lòi lòi. Giờ mổ được một cái rồi. Chờ chờ cô khỏe có sức khỏe nè. Rồi con cứ ngồi nó đi. Con chị con ngồi kế bên đi động viên cho em nó cho nó. Con khách con chào ông bà cô bác gì đi kè nãy giờ lo mừng con mà dạ, quên. Chào ông bà cô chú à. Là bữa nay làm gì cười dữ vậy? Nay được mổ rồi vui mừng. Dạ, không có vợ con gì hết hả? Có vợ nhưng mà từ khi cái khớp háng nó bị vậy đó. Thì giờ bỏ đi rồi chị. Trời ơi thật chứ. Sắc sắc con đi chị, cho thấm cái tình chị em. Chị này ở khu xóm em cũng là bà con của em luôn đó. Bà con lối xóm. Nghe được thông tin em vậy đó cũng bỏ công việc làm đang dang dở. Qua thăm em chút. Dạ, cảm ơn chị. Thấm lòng. Nó bị vậy đó. Con dang dở không xuất thuốc nó nổi lên lại nóng á, vô nước nó mệt nổi về đây 2 ngày nó đỡ lại. Có muốn cần có gì thì trong bệnh viện bác sĩ không cho sức. Ừ, đúng rồi, ở đó đâu. Về nhà mình sức. Dạ, trong bệnh viện nó không cho sức. Dạ. Bác sĩ không cho sức. Nó hồi bác sĩ không cho sức. Đúng rồi. Ok, giờ về đây thì mình sức. Dạ. Cái thuốc dạ, đứng được. Dạ, đứng được. Đi nhắc nhắc là được. Đi. Bác sĩ kêu Phan hết đi cho khỏe đi rồi. Ừ, tại thứ hai lên nghe. Phải nghe lời bác sĩ đó. Dạ. Không được ảo. Hạn chế tối đa nha. Dạ. Bây giờ nhờ cái bà chị mà của em đó vô công ty xin mấy cái tảng gỗ bự bự đi. Dạ. Nha, đựng nhỏ nó sụp cái chết. Dạ. À nha. Kêu anh con xin cục bự để lên cây cao. Làm liền đi. Dạ, kêu đi xin. Ờ đúng rồi, về nội trong ngày nay làm phải kê nha. Lên cấp cao cái này. Nè, cô nói thiệt nha, nếu mà nội ngày nay mà không thay được á, là không có cái cục đó là phải báo cô nha. Dạ. Để cô biết cô xử lý cho, chứ còn để cái giường này nằm là không ngang tầm. Dạ. Là không có được đó, uổng. Dạ. Công sức là coi như là tất cả quý mạnh thường quân là thương có yêu con đó. Dạ. Không có được ấy chứ. Đây, vậy là thấy là hình là nó hơi không có ngang tầm với cái. Dạ. Phải cái cao lên xương của mình cao. Đúng. Lên tí nữa. Dạ. Hai tấc nữa mới vừa. Chủ yếu là nó y như cái ghế mình ngồi đó. Ngồi cái ghế cao. Đúng rồi, cao cỡ như vậy là mới ngang tầm đó. Giống như cái giường của mình á, hôm nay giường thấp quá. Được. Mình mổ mà mình ngồi xuống đứng lên cái kiểu đó là nó mỏi quá là nó. Không được. Ngang tầm sợ nó không nó chẹo á. Nó không có được. Giờ tới chiều đi nha, được không? Giờ chiều được không?
chiều cho anh về mới xin được. À, là... Không được mổ thêm chân nữa. Thứ hai em đi bệnh viện nữa. Ở bệnh viện nào thì? Chờ gãy. Tại xin cái cục nhựa quắn mấy hàng cục nhựa đó lót vô cái ống thun này vừa. Ờ đúng rồi. Nó bự tại nó tròn. Miếng miếng sao mà vừa tầm con ngồi thôi. À. Chứ vậy làm có được. Ừ. Này lên thấy cái sắc mặt nó anh thấy hay mặn mòi đó. Mình nhìn thấy đỏ. Lên cái lần đầu tiên trời ơi nói chuyện đâu có dám gục gục xuống không, hôm nay tự tin hơn tí xíu rồi. Yeah. Cũng mừng quá chừng. Nhờ cô chú với anh kết nối con với mấy cô chú Mạnh Quân giúp cho con mừng vui. Rồi ăn được nhiều ít con? Dạ về đây ăn ngon miệng hơn ở bệnh viện. Yeah. Sĩ có kêu cỡ cái gì không? Kêu ăn mà đừng có dùng gà với đậu biển. Ừ. Yeah. Mình là bác sĩ kêu như vậy nhưng mà con ráng nhớ cái lời của bác sĩ ý là ông thầy Hải nữa. Yeah. Thầy Hải kêu kiêng cái gì là yeah. mình kiêng thêm tại yeah. giờ mình hai cái bệnh lận. Yeah. Mình ráng mình qua truông đi rồi mình muốn ăn gì mình ăn. Yeah. Mình lành bệnh đi rồi. Yeah. Chứ người ta nói miệng bệnh từ miệng ra đó, nhiều khi mình nói đúng ra nhiều khi lạc miệng cái mình muốn thèm ăn này ăn kia rồi là bệnh chết. Yeah. Không được. Như từ đây là anh kia là nhà trọ cũ phải không? Dạ, nhà cũ kia ừ. chị đằng này kiếm không, không có đây, thì... đây tiện nè. Nó hơi thấm chút xíu nhưng mà nó rẻ là 700. Dạ. Không, chỉ có to nhà vệ sinh trong là được rồi. Phải á. Chủ yếu có nhà vệ sinh. Dạ. Đấy, ở nhà vậy cũng được. Ở đằng kia vệ sinh tập thể mà cầu xóm còn ngồi bà. Mày còn cao không? Cao, cao. Ừ, được quá rồi. Bệnh này sao ngồi cầu xóm được? Ngồi chắc nó lòi ra luôn. Trời ơi, nay thấy thương em cười ra tiếng luôn nè, còn muốn hảo lên, trời ơi, thấy ổng như mèo nhau, ớt luôn. Vui quá ha. Dạ. Vậy bác sĩ phiên sao mình ít vận động ha, dạ. Từ đi mình đứng lên. Dạ. Nhớ xuyên sức thuốc nha. Dạ, về đây mấy sức trong viện bác sĩ không cho sức. Sĩ đang mổ đâu, sức nữa. Với hồi mấy người ta không cho. Không. Má nói hôm bữa lúc mà đi... ấy cái khớp háng cũng trục chặt quá trời, má mới nói cho cô bác nghe con sợ con niệm Phật cũng tôi giận với bà con là cũng nhờ cái tình thương của quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều nhưng mà giờ bà con thương Tâm Ngọc tại vì sức người có giới hạn, nhớ tên quý Mạnh Thường Quân nào thì nhắc Mạnh Thường Quân đó. Coi như là anh Duy nè, rồi chị Tiên, rồi cô Tâm Độ, rồi chị Hảo Đỗ đó, chị Hương Phùng đó. Coi như là mình nhớ tên anh chị nào thì mình nhắc anh chị nấy chứ yeah. rất là nhiều luôn yeah. Rất là nhiều tấm đồng vàng trong và ngoài nước cũng coi như là chung tay yeah. trao cho cháu khách này cái một cái tình thương vĩ đại luôn á. Như là mấy được đi 130 dạ. mấy triệu phải không? Dạ, 130 mấy triệu là số tiền rất là lớn luôn. Cả đời là mơ ước không được luôn á dạ. Chị để gì? Dạ. Thì đi xuống dưới thì nó ngay em này được có một cái là rất là ngoan. Bà con thương kêu đi khám bệnh liền là đi liền luôn. Rồi đi xuống dưới. Rồi vô mới đầu thì bác sĩ nói là tưởng đâu ảnh bệnh bình thường thì xuống, tại vì lúc trước chị có đi khám cái khớp háng không có khám tổng quát thì đi xuống thì tưởng ảnh mẫu được thì xuống đi là bác mẫu cho là bác sĩ cũng muốn giúp. Xong xuôi xuống cái lúc mẫu thì người ta phải khám tim, khám tăng xong, khám đủ thứ thì ảnh lại bệnh nền quá chừng, cái mới chuyển ảnh qua bên Chợ Rẫy. Chuyển qua Chợ Rẫy nằm rồi bác sĩ theo dõi ổn là mới mẫu được. Thì sao tình hình sao đó con nói cho bà con lúc chuyển qua Chợ Rẫy trời lúc đó con buồn, con suy nghĩ không biết mổ được không, bệnh gì mà bác sĩ đây chuyển đi cho con đi bỏ trời. Lúc đó con không biết, con suy nghĩ con trời trời sao mà được mổ, mà sao mổ được mà chuyển đi bản bản thì bác sĩ đây đo tim mạch lum hết mổ sao không mổ được, chuyển bản bên bản là chuyên pha nhiều pha bệnh can thiệp bệnh nền của con được. Tại đang nếu mình mổ mình có cái vấn đề gì bác sĩ chuyên pha nhiều pha người ta can thiệp được, ở đây chỉ chuyên về pha này không can thiệp được thì đi mới đi qua bản. Mà bản gặp bác sĩ sao cũng nhờ bác sĩ đó thương, thật sự đó giúp con mừng.
Thì ra là cái bữa cô điện xuống hỏi thăm là con khóc quá trời, là con sợ quá, dạ, không được đúng không? Dạ. Rồi điện xuống bà con biết không, điện xuống nó khóc hù hù luôn, mình chả biết sao vậy con, sao khóc. Nó nói trời ơi giờ con sợ không biết là tại vì chuyển qua chợ rẫy là nó cũng có báo với mình rồi. Tại vì cô liên hệ được mấy cô đó thì nói để mấy cô đó báo tin giùm cho mấy cô chú yên tâm. Thì xong xuôi Ngọc cũng điện thăm chừng, ngày nào cũng điện cũng hỏi thăm con nay khỏe chưa, rồi bác sĩ nói sao anh khóc quá trời, đàn ông mà khóc quá trời mình cũng hết hồn, sợ sao khóc dữ vậy chung, con sợ. Nói chung là ai cũng chuyển qua chợ rẫy là cái niềm nó cuối cùng rồi, nó sợ lắm, còn con áp lực lắm luôn, con không biết con nghĩ sao, con buồn. Qua chợ rẫy, tại vì cái đó là cái cuối của thành phố, đúng rồi. Trời, đúng rồi, con sợ cái chuyện tiếng cuối rồi, đúng không? Trời, vậy là cuối cùng là mổ chợ rẫy luôn. Dạ, nguyên cái bệnh viện đó nó ai nói trời trời sao em không mổ đây mà chuyển, con cũng không biết nữa, bác sĩ chuyển con bản con cũng không biết con sao nữa. Lúc đó con thì đi mấy cô mấy chú trong bệnh viện chờ chút nữa con bản gán mô phật cho con chữa cho nó lành bệnh. Mình đứng vào đây. Anh đứng vào đó. Rồi mà con biết là lúc đó nghe nó khóc quá trời, mình cũng quýnh quán nhưng mà mình cũng đã tỉnh, ngoài cuộc thì tỉnh hơn nó. Nói con ơi con không sao đâu, không sao đâu con. Giờ qua người ta bác sĩ coi là người ta can thiệp rồi, dạ, ổng người ta mổ, dạ. Bên chợ rẫy thì hay chứ có gì đâu mà con, dạ, phải lo trấn an ảnh liền luôn. Mày cũng anh cũng mình dịu dịu cũng đỡ đỡ mình cũng mừng. Mình bàn giao sao rồi quá. Anh hỏi gì cũng tiền. anh nói thì bữa là coi như là cũng thưa với bà con là bữa Phong đi với lại vợ chồng của em đi về đây nửa đêm quá đi, rồi Phong mới nói là nửa đêm con không dám đem tiền về tại nhiều quá trời, mà số tiền này không phải tiền của con nữa, mà vấn đề không phải là tiền bạc, nhờ sợ là sợ cái tính mạng của nó nữa. Nên anh Tâm mới kêu vậy thì cứ để đây đi rồi anh giữ cho, rồi khi nào chuyển thì có gì điện anh chuyển. Rồi anh hỏi nó coi tiền bạc là sao. Bữa chú chuyển cho con. Dạ, bữa chú chuyển cho con 55 triệu. 55 triệu là hỏi coi nó mổ coi còn nhiêu. Con đóng bên bệnh viện 65 triệu lần, tại bảo hiểm trái tiếng nó không, bên đó không có tính. Chờ đấy hả? Dạ. À. Nó trả con 2 triệu... 264 ngàn, 264 coi, dạ, như là hết 62 triệu mấy. Dạ. À. Rồi cái số tiền 10 triệu đó là trước bà con cho, con còn để dành hả? Dạ, con để dành nhập vô. Trời, giấu ghê không bà con? Con cứ giữ mấy cái phiếu đó đây nữa. Dạ. Chị sáng hôm qua chị về có công ty kêu lấy hồ sơ bệnh án, còn giống người góp vài chục cho ăn tiền mua thuốc uống. Trời ơi, mừng quá đi. Không biết chị con làm dạ, chồng không biết làm sao con. Công ty hả? Dạ, công ty chị con với để xin thứ hai chị con nghỉ thêm nuôi được, con đó. Được cái clip cho anh ta coi. Được cái clip anh ta kêu gửi hình ảnh với đem hồ sơ mình nén. Gửi cái clip. Gửi clip nè. Clip bên phòng đó. Dạ. Rồi thế cũng mong mấy anh mấy chị công nhân đồ ban lãnh đạo gì đó, dạ, cũng thương cho hoàn cảnh của em khách mà coi như cùng chung tay, dạ, với quý mạnh thường quân người ít. Thì cái vấn đề là em đó giờ là phải dưỡng bệnh cả năm trời mới đi làm được, chứ không phải để xin chị con xin thêm nghỉ thêm nuôi con, tại giờ công ty nó chế biên chế nhiều quá, nghỉ nhiều quá nó đuổi. Tại bên tổ trưởng chị con kêu đem chồng thì có giấy tờ đó, dạ, xin ta cho liền. Như anh Tâm nói là đúng đó, cứ đưa cái clip cho ban lãnh đạo, dạ, coi đi. Dạ. Con là khổ quá đi, có nhờ quý mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ con đi mổ được là, dạ, đưa cái clip đó là người ta câu là người ta sẽ thông cảm, dạ, nhà không có nghỉ phép bao nhiêu là chính đáng là người ta sẽ cho, dạ, cái lý thì cũng có cái tình trong, dạ, đó, ừ, đúng rồi. Hôm ngủ bóng đèo hoài 12 đêm thức dậy ngồi lên, ngồi lên nửa tiếng niệm Phật rồi gọi mệt nằm bóng đè bóng đè. Ông mẹ nó nhà mới á, nó mới, dạ, mẹ nó. Bữa lại đây có cúng gì có không? Có cúng, bữa chị dọn lại đây chị có cúng, dạ, mua trái cây cúng. Đúng rồi, trái cây thì con mình cũng xin phép. Dạ. Nếu mà con, nếu mà con vậy thì bữa nay tại chiều vô tình bữa về á, xuất viện về cũng có ca thấy ca tử vong á. Ám ảnh đúng không? Ám ảnh, nhớ không sao đâu. Ừ.
nó mệt mệt. Cái tin vậy mà ai đè nổi. Không, giờ cô nói vậy nè. Cô thì cô không có tin gì đâu. Mà trời Phật thì cô tin. Trời có trời, có Phật, có cha, có mẹ mới có mình. Đúng thì rồi. Bây giờ hổm là chị con cúng nhưng mà chị con không có ở. Thì hôm nay thì chiều nay nè. Con nhờ chị con mua bình bông đi. Có bánh sẵn nè. Mua bình bông đi, bánh đây, rồi con đem ra con cắt con sắp ra dĩa đi, rồi con mình giá theo lòng mình, con là hôm nay ngày mấy, rồi con cũng như là con sắm sửa hương hoa, rồi giống như hương hoa rồi trà bánh, con cúng mấy ông coi như là đất đai, chỗ ăn chỗ ở ở đây, con mong là mấy ông về rồi nhận lễ cái lễ này rồi cho phép con được ở đây là coi như bình an, thí dụ vậy đó. Bình an là coi như sức khỏe này kia, mình cầu gì đó mình cứ cầu nha con. Là tại vì ta nói ai ăn được no mà. Ai ăn thì người nấy no, con ở thì con cúng đi chứ chị con đâu có ở đâu. Thì mình vậy rồi con cúng mới đúng. Đó là mình cũng mình giờ nói với cái lòng mình là phải coi như là cái tâm mình. Đó. Rồi có gì ta phải chào ta cái ta mới mời vô nhà. Đó. Bánh đó chiều con cắt ra con cúng hen. Rồi cái là ba chung nước. Rồi bình bông. Đó. Rồi mình là coi như cái tâm mình thành, cái tâm mình thành là ông bà coi như đất đai ở đây là chứng à, chứ không có gì. Rồi trước khi ngủ là con hãy niệm Phật đi nha. Mà cô dặn nè, thí dụ trong cái lúc con ngủ con chập chờn đi là cái vía mình cũng nên khôn tí, là mình cứ A Di Đà Phật. Cái vía mình cũng niệm. Mới nằm ngoài màn rồi con chưa nhắm mắt ngủ nữa, đè con dãy con muốn nhích con không nổi luôn, con gán gồng lên con phật hoài rồi mới sức ra nổi. Thấy gì không? Thấy tự nhiên thấy đè đang nằm mới chưa chuẩn bị mệt chuẩn bị ngủ, đè dãy dữ lắm, em biết là mình là dãy lắm rồi đó. Mày dãy không được, nằm mô gán, nằm mô Phật, nằm phong Phật. Đúng rồi đó. Lìa luôn, gán cho sức ra, gán một tí. Giống như mình ngủ được đó, mệt quá. Chứ mệt quá, ngủ mới tiêu, mệt không biết gì luôn. Sáng là ngồi không nổi. Cái đó cũng là nhất là mấy ngày rằm á, ngày 13, 16 rồi đó. Ủa rồi chị ở cũng kế bên đây hả? Dạ chị ở kế đây. Về cũng tiện ha. Dạ, chị đi làm chiều về nấu cơm nước rồi. Sáng chị nấu cho ăn. Cái này bên đây là cái gì vậy em? Cái nẹp chân. Bác sĩ nẹp chân. Thấy bên đây sạch sẽ. Dạ, sao thì... con tháo ra vậy? Dạ. Sao bác sĩ dặn nẹp mà chưa trên tháo ra rồi? Nãy con đi vệ sinh con tháo rồi con chuẩn bị về xin cô điện nha. Em đi cứ ngồi xíu rồi, này còn sáng giờ con nằm, sáng giờ con đợi cô điện, con tính đi toilet đây cô điện rồi con tháo. Đi chưa? Dạ. Đi chưa nói chung hồi nước nhiễu à. Không đi rồi. Con giờ tính không có đi rồi đi. Có không để mất công nhiễu nhão mất công kỳ đó. Dạ có. Ở nè tôi nhìn thương ghê. Vậy là thứ hai tới này là đi hả? Dạ sáng thứ hai đi. Để xuống hành được là máu luôn. Bác sĩ hẹn xuống là chuyện là thứ ba là tiến hành thêm. Thì xuống dưới thì dù có gì hoặc có đóng tiền gì alo hả? Cái chuyện xuống. Có gì ở phòng ngủ đây có cảm gì. Cảm ơn cô. Để đi tới luôn. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Có cần cái gì thì vậy tới. Dạ. Thôi em về trước nha. Dạ. Chào chị ạ. Con vậy là 62 triệu mấy đó là tính luôn tiền thuốc của em mình đó hả? Tính hết luôn. Vậy là bác sĩ cho mình uống được tháng thuốc hả? Bác sĩ đưa con từng lễ thuốc. Thứ hai là này xong đến thương thuốc nữa. Sáng ngày ăn gì rồi con? Sáng con cơm con. Sáng chị con mua đồ ăn, tính ăn thôi, để tí ăn cơm, uống thuốc cho nó vững bụng. Hà tiện nghe mà con. Vậy là nhờ các vị Phật sống mà cứu lấy cuộc đời của em. Từ nay sáng rồi đó. Hôm nay là chưa trơn, nãy có ông anh điện kêu đi làm. Em mới mỏi mà đi làm gì. Nói năm sau anh hẹn anh năm sau đi. Đi làm về đi làm, ví dụ có lành thì con không có làm việc nặng được. Không mới có... mới điện thì đi làm. Ví dụ là ngồi cũng được ngồi lâu nữa. Ăn khô bác sĩ, không phải nhớ bác sĩ dặn.
Tại bác sĩ kêu ngồi ngồi cái gì mềm mềm ấy, ngồi đừng ngồi cứng cứng, nó bị ảnh hưởng tại vết thương mình ấy. Chứ tại cái đó là nhân tạo mà mình phải cái bảo quản nó chứ. Trời, mấy chú kia cũng mổ mà hậu người ta chích thuốc gây tê không à, con phải ụp thuốc mê mới được. Này, con huyết áp ấy quá. Đúng rồi, huyết áp ấy. Chụp thuốc mê, mấy chú kia mấy con mổ chích thuốc tê ha, mê con thuốc mê. Mấy chú bị mổ, chú nghe chú nói, nghe cưa xương chú cộp cộp nóng cộp cộp đấy, con không nghe gì chứ giờ nói chuyện con mấy tặng mấy câu là con mất tiêu rồi, con không biết gì. Sao bây giờ sao con thấy là cô nói đúng không? Hôm trước là cô cũng nói là con cứ yên tâm đi, vô người ta chụp thuốc mê cái người ta làm im re, con không nghe đau đớn gì đúng không? Vậy là tin cô ha. Đúng mà mấy ông kia khỏe thì chỉ chích gây tê nữa, dưới che nghe che mặt lại che không nữa gì lên nghe cộp cộp ở dưới. Con nghe con sợ, trời thương gì sợ. Nghe cộp cộp nghe nó cắt, mấy ông nó cắt nghe khét nghẹt xương, khét nghẹt luôn. Cắt xương mà nghe khét nghẹt luôn. Mấy ông chú cái cưa máy nhỏ sao? Cắt mà gắn cái khớp vô. Cái người á, cái người coi như là chưa có qua thì không tin, nhưng mà chị tin nè, hồi đó mổ mẹ chị á. Trời ơi, nó khoan cái não hả? Khoan y như là khoan hầu vậy nghe, re 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 re, khoan y như khoan hầu. Dụng cụ nó y cũng y như đồ mình làm hầu vậy, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Khoan gì đó. Xương cắt nghe rẹt rẹt kìa. Nghe mùi hôi, mấy chú nó nghe mùi khét xương. Tại cơ thể khỏe, người ta không muốn chụp thuốc mê á, nó khỏe. Nhưng mà bữa xuống sao bác sĩ la cái gì? Thôi để lâu quá hả? Uống ra với con uống ba thuốc nhiều quá bị thận á. Bác sĩ kêu nó mổ giảm đau nhiều quá gì con. Con 6 năm mà ông chửi cũng la quá trời. Cũng tới 6 năm rồi. Uống thuốc 6 năm trời. Giảm đau đó là nó ảnh hưởng tới thận chứ. Ba cái đầy xa này kia nhiều quá, bác sĩ la quá trời la. Chứ giờ đau quá sao giờ cứ ra quất tối chứ không tối nằm không được, ngủ không được. Bởi vậy khổ ghê bà con. Còn trẻ mà không cầu râu để làm chi quá trời á. Rồi nằm viện râu ra mau ra. Thôi gậy đi. Giờ già nhiêu già miễn mình khỏe được không đâu. Nay mừng khỏe đi. Khỏe từ từ cạo nữa. Thứ hai xuống dưới hả mổ nó cũng bắt cạo nữa. Mừng quá em. Dạ. Nay sắp mặt trời ơi phải nói là tươi hẳn lên luôn. Giống như mà sắp tới ngày cưới vậy đó. Tươi hẳn luôn. Tôi quên nhắc chị em buồn. Bữa nay có muốn nói gì với những cô bác đã giúp em không? Dạ con trước mặt tiên là con cảm ơn chú Di, cô Tiên với cô Tâm Độ với cô Hào Đỗ với cô chị Hồng Phong đã giúp giúp cho con số tiền để đi mổ được cặp chân. Con cảm ơn mấy cô chú nhiều, con chúc mấy cô chú luôn nhiều giàu sức khỏe. Mấy cô mấy chú tái sanh con đó, đúng không? Dạ. Thì con chỉ biết chúc còn mấy cô năm lại luôn mà hai ông bà này. Mấy chú này thì với anh này là nhịp còn nói cho em đến mấy cô chú để giúp cho em cũng cô chú với anh rất là nhiều. Không có Quý Mạnh Thường Quân là nó thì con tàn phế luôn. Tàn phế luôn. Tại số tiền lớn quá. Lớn quá mà giờ lớn quá trong vòng có tích tắc luôn á. Mình chỉ nhớ ấy còn mấy người người ta gửi ta đâu có nhớ nào. Quá nhớ nhiều luôn. Quá đâu nhớ. Thôi giờ cảm ơn chung. Sáng cô chú ăn gì chưa? Quan tâm ghê chứ. Đây nè, ăn bánh canh bột sắt cá lóc á. Thấy ngon quá mua cho con bịch. Tại vì cô không biết gì quên cái chai nước này của con không biết. Bánh canh cá lóc lát ăn đi, rồi ăn cơm. Chút hầm lại tí hầm. Chút hầm. Ngon lắm á, tô đặc biệt đó. Mua tô đặc biệt tại cái tướng nó to mà ăn cho đủ sức chứ. Với hôm là ở dưới bệnh viện cũng lạc miệng nên giờ về ăn không ăn không được ngon. Trong đó ào ăn nhưng không được chứ ăn có hầm không giờ uống miếng nước không đó lễ phép ghê không cứ giòn nhẹ lắm cứ miếng miếng quá cứ tôi cười vậy đó con. Tôi cười đi kệ lạc quan đi này quà nó cũng đi khám nè, không biết nó được mổ được tiếp nữa chưa.
Tại vì xuống khám là đủ sức khỏe là mổ tiếp. Chắc ảnh cũng chắc ảnh con nghe ảnh nói mổ nhập viện rồi mà. Bữa nay nè. Bữa nay. Sáng giờ có điện đó không? Có điện không? Có hôm kia anh điện nó đi phải khám. Thì đó bữa nay mới đi, sáng nay mới đi. À, xuống là đủ sức khỏe là bác sĩ cho mổ luôn. Tính ra là em may mắn hơn anh Hòa đó. Hôm nay trong đó con thấy người ta mổ vào 3 ngày để cho về. Thì đúng rồi, hay cũng về sớm nhưng mà quan trọng cái sức khỏe mình đủ để mổ lần 2. Còn sao gặp bác sĩ này cũng hay, ông có cái bệnh viện tư nhân. Rồi mình có giữ số điện thoại bác sĩ. Dạ, có khi mình bị gì là mình phải điện thôi. Hỏi thì ông có gì thì lên cái phòng ra khám với ông. Không thì mình điện hoặc chụp hình Zalo á, vết thương mình á cho ông coi. Rồi như vậy là cũng mừng rồi. Dạ. Dạ, cầu mong sao mà mổ một cái khớp háng lần nữa thành công tốt đẹp nữa là không biết mỗi xong vậy là khỏe mà khỏe đi. Ông mình hy vọng lần sau lên là tự đi cái khỏi bò chống hai cái nạn nhẹ. Thế hình ảnh này là những cô chú bác mà gửi tiền cho em khách nó cũng mừng đó ba. Mừng chứ, có kết quả tốt. Với cứu cả cuộc đời em mà. Ủa vậy như lần sau lên mình cũng vẫn đi tra tiếng vậy. Chứ đâu còn hồ sơ nó lâu hồ rồi. Hồ sơ lưu lại hết rồi. Vậy cũng sáu mấy triệu nữa không? Chà, sáu mấy triệu hết. Để sạch sẽ luôn. Giờ hy vọng là bên chị ha. Bên chị... Thì công nhân ít, công ty có trăm mấy người à. Thì người ít ít là cũng đủ cũng tiền sinh hoạt. Sinh hoạt dưỡng đúng, bệnh thôi. Lên mạng đăng tải lên, tự xử luôn. Được không, con kia chuyện mở cái clip cho mấy anh em công nhân ta câu cái ta chia sẻ ra. Mở clip rồi công ty con. Công ty con tư nhân có mười mấy người làm bên hàng loại phán rồi đó. Kêu chủ vậy đó. Ai vậy? Đang kiếm ai vậy? Gì? Ai kiếm má nữa? Ba ba hả? Chủ nợ hả? Chủ nợ hả? Tôi quay quà, mở cho tôi điện, tôi gặp Phong Nguyễn cái. Trời ơi, mở khẩu trang em với Phong Nguyễn có gì không? Thấy chú Hà hồi nào về coi trên TV không chưa thấy gì. Dạ. Bây giờ á nhìn ra ngoài thấy cho nó rõ, đẹp trai hơn nữa cho. Trời mở nón ra chị. Em về á điện điện cái chạy xuống liền á, nói Phong Nguyễn ở đây rồi chạy liền. Mở khẩu trang ra coi. Ê, mở khẩu trang ra coi. Rồi nón khẩu trang ra hết dịch rồi. Dạ. Dạ cô. Cho nhìn mặt xíu quá vậy. Đó trời ơi. Trời ơi, chạy xe xuống liền á, chạy đi xuống. Mày thấy đợt quay Yến rồi nè, với quay hồi nãy gì đẳng á, người ta mới hỏi, người ta nói cái này cái gì Nguyễn nói Phong Nguyễn. Biết tao để người ta đặng tao bảo lên tao xem. Có coi hoàn cảnh này không? Ở đây mà tôi không biết thật thấy gì. Cảm ơn chị nha, ủng hộ Phong Nguyễn nha. Nói à. Hỏi à, có bà Ngọc đi không? Nói có. Có bà Ngọc đi. Chứ sao không thích quay thiệt, quay không có ấy. Trời, đi cho nhìn thấy mặt chưa? Quay vậy. Dạ. Thôi giờ ôm cái đi. Yêu. Chứ sao thấy ta khổ cái tới mình giúp liền. Chứ thấy nhỏ gì mà cho nhà hai vợ chồng nó khổ đó. Đi qua sông qua suối. Trời ơi, không phải nhờ đi giúp đỡ mà nó đẹp gì nè. Dạ, cảm ơn chị. Tôi thấy cái coi cái clip nào lên mà nói mặc đồ gì y như đi lãnh gì. Mà sao chị nhận xét em sao? Ý là đi giúp đỡ nhiều quá bởi vì đẹp gì nè. Đây nè, chị này đang được giống mình thì họ ganh tị, giúp đỡ thôi kệ ai nói gì họ nói, cái tâm mình tốt. Mình làm theo cái tâm mình đi rồi ai nói gì nói. Tôi thích coi sao với coi là anh Hà mà mẹ nó quăng xuống dưới ấy mà giữ tiền ở không á, cứ dở lên kiếm chú này đó. Coi không à. Sự thật cái vậy ông lúc đầu mình nói thiệt, tôi dòm cặp mắt từ cái đầu là tôi thấy nhỏ này là dân ăn chơi đá, tôi nói thiệt. Tôi nói từ lúc đầu mà thì vợ chồng em cũng nói vậy nên cái là Phong Nguyễn nó đề phòng.
Dạ, đúng phòng có đông như nói chung mà thầy kiểu này nó được rồi chơi đá rồi. Nếu như chị rồi đi nhiều á, kinh nghiệm hoài. Cái cầu trang đó mới vô bây giờ bà này là mê nhất nè. Có chuyện gì quá không biết hết trơn. Mình lấy về bên nước ngoài đó. Dạ. Tôi lại tôi coi từ lâu tôi coi nhiều lắm. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi. Ông không nhớ ông ông Nguyễn nghe chị. Đợt nhỏ nào mà nó bị bú cổ hay gì nè, nó mổ nè mà năm con lên nhà đó rồi vợ chồng rồi giữ con cho đi mổ bú. Dạ, dạ. Hôm bữa tưởng đâu ba má tính điện xuống trách rồi, tưởng đâu là đi ra ngoài có gì quá. Ghé là không con lại. Kêu ra chờ. Bữa đó tính từ nó rồi đó. Không có. Không nhận thấy, con thấy gái. Thấy đi chung với Phạm Tấn hoài nói sao không thấy. Đi chung với Phong Nguyễn nói không biết có giận hờn gì sao mà không thấy hai người đâu có không thấy sao thì mới thấy lại. Dạ dạ. Không. Chị cứ yên tâm, chừng nào nó từ em là em mới không đi nữa. Nãy em nói điện bà nói trời ơi ở chỗ nào bà chỉ cho tôi gặp mặt cái rồi. Trời thương quá trời. Bữa má nuôi bà ngoại trời thấy nuôi má ba trong nhà kìa. Bữa tôi thấy ba chi tiền chi gì cho mấy đứa này. Con được chi nhở đi coi từng chi tiết á. Trời tôi nhỏ tôi coi lắm nhưng mà cái nào tôi thích là tôi xóa liền. Dạ. Tôi coi nào mà có gì đúng chị đúng, có gì tụi em không đúng chị nhớ góp ý giùm nha chị nha. Nghe thằng nhóc nói mẹ mẹ có ông YouTube nào không lại đang quay máy điện hỏi ba nè. Nghe bà đi bà nước mía bà đi theo luôn rồi chắc là linh tính chị nghĩ chắc Phong Nguyễn phải không chị mới điện không phải tôi mới ra bà điện em với em bà hỏi gì sáng giờ bà đi từ thiện ở đâu vậy nói đi với Phong Nguyễn bà nói trời ơi nó ở đâu vậy bà chỉ cho tôi đi xuống thôi. Cái nói thì bà chạy lên nhà tôi đi rồi tôi chỉ cho. Tại vì thấy người ta khổ cái mình tới mình giúp mà mình không có tìm hiểu sâu trong việc đó, người ta chỉ mình giúp thực tế vậy thì mình thấy thương như vậy chứ còn mà những người giúp thương. Xong phải móc môi chuyện đời tư này kia nọ cái đó không thích là vậy. Cũng như mình hiểu là mình quay từ đầu mà mình hiểu là như cái vụ Yến à, quay được có bao lâu đâu mà tiền giữ lại là tôi thấy chính xác. Dạ, giờ thôi mình vô thăm mình chồng. Dạ ơi. Dạ. Dạ. Cho em gửi chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị nha, chúc mọi người sức khỏe nha. Ông bà cũng mạnh giỏi gái đi giúp cho nhiều xíu. Dạ, cảm ơn chị. Làm nhiều đi cho nó đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Lâu cũng đi. Dạ. Nó trong hình đó mà không đẹp mặt ngoài nghe nhìn đứng mặt đẹp. Không. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Rồi chúc mọi người sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Em cũng muốn có tiền để đi giống như chị vậy đó. Dạ. Còn khổ quá. Ok, chị cứ coi kênh ủng hộ tôi nó được rồi. Nhớ bấm like, bấm gì á. Trời ơi, cái này là cưng nhất là. Dạ, dạ. Thấy là phải thấy à. Rồi chị về chút cái con người cái ta trả lại đây nữa. Cảm ơn chị nha. Thương ghê. Bà con thì tình cảm quá bà má ha. Đúng rồi, ngoại tử. Rồi thôi ba má cũng hỏi thăm em nói ít câu nữa mình rút lui ra ba má. Rồi thôi bây giờ con về thì con ráng bảo bảo sức khỏe đi, đặng có sức khỏe đặng mình đi mổ cho bà con yên tâm. Đúng ra là thiệt tình á là hôm qua là bữa trước là cô điện coi như cũng điện hỏi thăm hoài chừng nào con được về. Là nghe về mừng quá chừng luôn bà con cô bác, là tại vì Ngọc mừng là vậy. Là coi như là được cái sự hỗ trợ của mấy anh với chị trong nước và ngoài nước. Thì coi như là muốn đi lên liền để báo cái tin vui cho mấy anh mấy chị cô bác đâu. Cho là giống như là cái đồng tiền, cái tình thương của mấy anh mấy chị trao. Là bữa nay là coi như là được coi như là em này là được cái mơ ước được thành rồi. Thì báo cho mấy anh mấy chị vui. Nhưng mà hôm qua thì thương Phong Nguyễn quá trời. Phong Nguyễn nói giờ con lỡ con hợp đồng con đi Tây Ninh rồi. Trời ơi Tây Ninh mà từ đây tới Tây Ninh mà nó đi xem đa quý bà con cô bác. Trời ơi nên nói thôi vậy ngày mai tối mày về, hồi tối về tới nhà em nửa đêm. Rồi đó nên cô mới nói thôi để nay đi lên thăm khách đi. Quay nó đi hợp đồng vậy. Đâu có. Không phải. Mang lớn. Không phải.
xin lỗi bà con, tại vì nói như là như anh Tâm em nó làm công ty nhỏ xíu nhưng mà cũng nói hợp đồng quen rồi chứ không phải nói là quá là qua đổ mồ hôi vậy. Quen cái tiếng đó nhưng mà nói là hứa với lại hoàn cảnh là tại kêu gọi lên là giúp em đi, giúp anh đi thì khổ quá. Phong Nguyễn hứa với bà con đi rồi nên không có đổ lịch được nên là bữa nay là tấp tấp đi lên thăm con liền. Cái chính á là coi cái sắc diện của con là thay đổi như thế nào. Rồi thứ hai nữa là thật sự mà nó cũng nôn nao là muốn báo tin mừng cho quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho con. Rồi thôi vậy cô chú chúc con ca mổ lần sau một lần nữa là thành công tốt đẹp nha. Rồi về là bỏ nạn là đi giống như Hải bỏ nạn đi tên con. Na anh Hải khỏe đi làm mướn đâu được rồi, nó cho con mừng. Nằm trang trại nuôi gà vịt rồi đó á. Còn con với anh Hòa nữa là xong. Hai rồi. Ôi bà má. Rồi đây nè. Hôm nay cô lên á thì không có gì. Như nãy cô nói là mua uống cá lá con đậu ăn nha. Rồi bánh với lại thịt chà bông. Để bên đây. Bánh với thịt chà bông với lại cô ghé cô mua gạo mà hôm nay xui quá. Cũng không còn gạo nhiêu, còn có xíu mà cô mua đỡ. Mà nó ăn vô đây là đủ tới ngày đi. Đi mổ. Với lại cô đem mì nha. Tôm. Thì mì tôm giờ nói thiệt cô bác thương Tâm Ngọc cũng vậy. Đôi khi mệt quá ăn cơm nấu thì nấu tô mì. Cái bỏ miếng rau vô nua rồi qua ngày đoạn tháng. Rồi gạo để đây, còn này là cá hộp. Cá này ăn không có độc nha con. Thí dụ con nấu nồi cơm lên, bữa nào chị đi mần về có mua đồ ăn thì mua, không mua cái mình lật hộp cá ra cái mình xào nấu lại cái mình ăn nha con nha. Rồi cảm ơn chị thăm con chị có xíu quà vậy thôi. Chứ rồi bà má tiếp chương trình luôn. Rồi để hỏi thêm tí nữa nè, rồi bữa nay trong mình còn đồng nào không? Còn mấy trăm. Mấy trăm là mấy trăm. Qua mua băng gạt đồ còn như 8,5. Bây giờ con có muốn lấy tiền thêm không? Lấy tiền thêm nặng đi tới khám chứ. Bữa đó đi xe. Thì phải đi tới khám, rồi xuống dưới phải tới khám có tiền chứ. Và muốn lấy thêm nhiều? Ít thôi, lấy 2 triệu thôi. 2 triệu đủ không? Con không biết nữa. Không, bây giờ cô nói con vậy nè. Thì con, cái đồng tiền con xài thì ở đây thì cô không phải là tiền của bà con cho mà cô hổ đông hổ ren. Nhưng mà cô cũng hổ đông hổ ren hoài. Bà con thương em đi, em hổ đông hổ ren để cho nó duy trì cái số tiền đó để có nó xài chính đáng. Thì nhưng mà hôm nay là con xài chính đáng. Rồi cũng biết cái tánh em là rất là kỳ cỏm nên con lấy thôi, giờ con lấy thêm một ít nữa đi. Là để bỏ túi, thí dụ không có thì con giữ đó chứ đâu có gì. Giữ đó đặng có, đặng coi như là ăn dưỡng đặng tới ngày đi mổ. Thì con lấy thêm chút đỉnh nữa đi. Lấy nhiều. Lấy 5 triệu đi, chẳng 60. Nói con nha. Thì thí dụ xuống dưới mình khám nhiều khám, còn như mình giữ đó chứ đâu phải mình xài hết đâu. Chứ không phải lấy kêu là xài hết đâu nha ông con. Không biết là con sợ rồi tới đó thiếu không dám. Không, cái tiền này là bữa hổm là Phong, tại vì Phong về nửa đêm gửi lại cho anh Tâm giữ, nên số tiền này là của anh Duy với cô Tâm Độ nè, rồi chị Hảo Đỗ, rồi chị Tiên, rồi các cô cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Là cái này là 1, 2, 3, 4, 5 chồng kiểm lại đưa cho nó đi, kiểm lại đưa từ điện. Cái tiền này là coi như giữ giùm của 1, em á. 2, 3, 4, 5 thì con cứ mua linh tinh rồi còn nhiêu bọc xuống dưới để đóng tiền viện thiếu mình đắp vô. Không con ơi, vậy là lấy 5 triệu này nữa là 60 ha. Vậy là mình còn 60 ha con ha. Rồi bà má tiếp chương trình má má. Rồi Tâm Ngọc cũng xin được chúc tất cả các Mạnh Thường Quân kênh Phong Nguyễn cũng như anh Di, chị Hoa Tiên, cô Trần quá. Anh chị Tiên Trần. Tiên Trần. Cô Tâm Độ. Chị. Ôi nhiều lắm. Nhiều quá. Nhiều quá, coi như quý Mạnh Thường Quân. Quý Mạnh Thường Quân đi, được nhiều sức khỏe. Và được may mắn trong cuộc sống, làm ăn ngày càng phát đạt để có xíu tiền để giúp đỡ cho tất cả các bà con nghèo ở Việt Nam. Dạ thì Tâm Ngọc cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc
các vị Phật sống, cô chú coi như trong ngoài nước, các quý mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, con chúc cô chú nhiều dồi dào, nhiều sức khỏe. Con muốn nói rằng con cảm ơn mấy cô chú nhiều đã giúp đỡ cho con. Dạ, chào mấy cô chú. Rồi, xin chào bà con. Dạ, xin chào bà con cô bác ạ.